Chào mừng các em đã đến với chương trình Họa sĩ Tí Hon. Anh tên là Hào và trong tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm những thẻ tên và dây đeo để trang trí cho cặp sách của mình nhé. Đến với tập này, anh sẽ cho các em không chỉ một hình, hai hình mà là bốn hình có màu. Và xin giới thiệu với các em bạn Thủy Tinh Tí Nhị. Anh sẽ để đường link tải hình ảnh ở dưới phần mô tả. Để làm những bản tên và dây đeo này thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cuộn băng keo trồng lớn, một cuộn băng keo hai mặt, một cái kéo. Ngoài ra chúng ta cần chuẩn bị một cái đồ bấm lỗ và vài tấm giấy bìa cứng. Chúng ta sẽ cần thêm các loại dây và dây rút để mình treo những cái bản tên này. Đầu tiên là anh sẽ cắt những cái hình này ra thành từng miếng. Ở bước đầu tiên thì các em đừng cắt sát vào hình nhé. Sau khi cắt hình xong thì chúng ta sẽ dán băng keo lên. Vì tấm hình này anh để khá to nên ta sẽ dán băng keo thêm lần nữa để che hết những phần hình chưa được dán băng keo. Tiếp đó là ở mặt sau là mình sẽ dán băng keo hai mặt lên, y như là lúc mà mình làm những tấm sticker vậy á. Sau đó là chúng ta sẽ lột băng keo hai mặt ra và mình dán tấm hình lên trên miếng bìa cứng. Giấy bìa cứng thì anh dùng luôn giấy bìa của đồ bấm lỗ. Các em cũng có thể sử dụng những tấm bìa của hộp bánh kẹo mà ở nhà mình có. Sau khi mình dán hình lên miếng bìa cứng thì chúng ta sẽ cắt cái phần rìa màu trắng đi. Rồi sau đó là các em lấy một cái hình tương tự mà mình đã dán băng keo hai mặt ở đằng sau rồi đó. Mình sẽ cắt hết cái phần trắng đi luôn. Sau đó là mình dán chồng lên mặt tiếp theo kia của miếng bìa cứng. Sau đó là mình sẽ bấm một lỗ ở trên cái thẻ tên. Cái đồ bấm lỗ này thì anh mua ở nhà sách với giá là 45.000. Vậy còn với những cái tấm thẻ nhiều màu này thì sao? Cái này thì anh làm là để tùy theo tên của mỗi bạn. Tên các em bao nhiêu chữ cái thì mình sẽ cắt ra bấy nhiêu ô. Ví dụ như tên các em là 3 chữ giống như anh thì mình sẽ cắt ra thành 3 ô. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ luồn dây qua cái lỗ. Sau đó thì mình sẽ cột dây lại như thế này. Các em hãy kéo thật mạnh cho cái nút thắt được chặt lại. Tiếp đến là các em cắt bỏ phần thừa đi. Nếu bạn nào không thích dùng dây thông thường thì chúng ta có thể dùng dây rút. Các loại dây anh cũng mua ở nhà sách, còn dây rút thì anh mua ở tiệm điện. Mình sẽ luồn qua những cái lỗ hoặc những cái móc ở trên cặp, rồi xong rồi mình sẽ cột dây rút lại. Và sau đó là mình cắt phần thừa đi. Các em hãy dùng bút lông viết bảng để mình ghi tên mình lên phần trống. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong những dây đeo rồi đấy. Những chiếc dây đeo và thẻ tên vừa giúp cho cặp sách của chúng ta thêm phần cá tính và màu sắc, vừa sẽ là những món quà thật tuyệt vời cho những người bạn mới mà chúng ta gặp trong năm học tiếp theo. Ở trong tập sau, anh sẽ hướng dẫn cho các em cách vẽ đôi mắt bằng bút chì vừa đẹp và vừa đơn giản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào tuần sau trong tập tiếp theo của chương trình Họa sĩ Tí Hon.